Những chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine đã trở thành mục tiêu tấn công của các máy bay không người lái UAV rẻ tiền của Nga. Một bài báo trên tờ The New York Times hôm 20 tháng 4 bình luận rằng xe tăng Abrams, một trong những biểu tượng mạnh mẽ nhất của sức mạnh quân sự Mỹ, cũng không thể tránh khỏi tổn thất vì UAV. Bài báo cho biết ít nhất 5 xe tăng Abrams trong tổng số 31 chiếc do Washington cung cấp cho Kiev đã bị Nga phá hủy và 3 chiếc khác đã bị hư hỏng vừa phải. Trong đa số trường hợp, các xe tăng này đã bị phá hủy bằng UAV tự sát góc nhìn thứ nhất FPV, còn được gọi là đạn tuần kích. Đây là những loại UAV có khả năng cơ động linh hoạt trước khi tấn công mục tiêu. Bài báo bình luận, cuộc chiến bằng máy bay không người lái ở Ukraine đang làm thay đổi chiến tranh hiện đại và đe dọa sẽ làm thay đổi cách sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc xung đột tương lai. Theo báo New York Times, các xe tăng hóa ra lại dễ dàng bị tiêu diệt bằng UAV mang thuốc nổ hơn so với giả định ban đầu của một số quan chức và chuyên gia. Bài báo mô tả các UAV là sát thủ chống tăng có độ chính xác cao, chi phí thấp, với độ chính xác vượt quá 90% và lại có khả năng tấn công vào những điểm yếu nhất trên lớp vỏ giáp kiên cố. Trong nhiều năm qua, xe tăng là mục tiêu hàng đầu của mìn, thiết bị đổ, súng phóng lựu chống tăng và tên lửa dẫn đường chống tăng. Hiện nay, các FPV chống tăng ở Ukraine thậm chí còn chính xác hơn. Theo báo The New York Times, thiết bị có một camera truyền hình ảnh thời gian thực trở lại bộ điều khiển để người sử dụng có thể hướng FPV đến đánh vào những điểm dễ bị tổn thương nhất của xe tăng, như nóc tháp pháo, nơi đặt khối động cơ phía sau xe và ở khoảng giữa thân xe và tháp pháo. Trong nhiều trường hợp, FPV được cử đến để kết liễu những chiếc xe tăng đã bị hư hỏng do mìn hoặc tên lửa chống tăng nhằm ngăn cản việc đưa chúng ra khỏi chiến trường và sửa chữa. Chính vì vậy, các UAV có thể có giá chỉ $500 nhưng vẫn có khả năng tiêu diệt xe tăng Abrams trị giá $10 triệu. Tờ báo cũng thừa nhận rằng không có cách nào dễ dàng hoặc duy nhất để bảo vệ xe tăng trước một cuộc tấn công bằng UAV. Xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã xuất hiện trên tiền tuyến vào cuối tháng 2 trong bối cảnh Ukraine sau khi bớt thị trấn Avdiivka đang nỗ lực ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Mỹ cam kết cung cấp 31 xe tăng M1 Abrams cho Ukraine vào đầu năm ngoái, nhưng chỉ chuyển giao đầy đủ hồi giữa tháng 10 năm 2023 khi cuộc phản công lớn của Kiev về cơ bản đã chững lại. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.